Xin chào mọi người, chúng ta cùng tham gia lớp học AutoCAD với Senong nhé. Lệnh tiếp theo này, block học rồi, xblock là phá khối tượng học rồi, lệnh scale đối tượng này. Lệnh scale này, đây có thư viện đây. Thư viện tổng hợp mình sẽ gửi cho bạn, nó sẽ nặng như này. Máy này còn loát kinh. Đây, bộ xe thư viện của mình nó sẽ như này nhá. Có rất nhiều đối tượng. Dụ mình lấy tạm một cái đối tượng này đi. Các đối tượng này sẽ block này. Nếu các bạn muốn phá khối thì chỉnh sửa gì đấy. Có một vài đối tượng bị phá rồi thì các bạn thử block lại. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ mình sẽ lấy thử một cái này nhá. Ctrl C này. Ctrl V sang đây. Đây một cái đối tượng này. Bây giờ mình muốn scale thu phóng cái đối tượng. Muốn phóng to lên thì các bạn dùng lệnh SC cho mình. Lệnh này như mình có chỉ một lần nhưng nó chỉ qua thôi. SC này. Lệnh này sẽ dùng nhiều. Cách này. Bây giờ các bạn chỉ một cái vị trí trên đối tượng đấy, đừng tích ra ngoài linh tinh nhá, bắt điểm vào một vị trí nào trên đối tượng đấy. Tích chuột trái này. Lúc này nó sẽ cái đối tượng của mình nó tự nhiên nó to đùng như này. Bây giờ các bạn phải nhập cái gọi là cái tỷ lệ các bạn muốn thu phóng. Bây giờ mình muốn thu phóng lên gấp 2 lần thì các bạn nhập là 2 cho mình. Thấy chưa nhỉ? Cách này thì nó sẽ phóng to lên 2 lần này. Bây giờ mình copy ra một cái đối tượng mới để phóng to tiếp nhá. Chọn đối tượng này, SC này, cách này. Tích vị trí tọa độ trên đối tượng này. Mình nhập ra 2 lần nhá. Scale lên 2 lần này, cách này. Đó thì đối tượng này to lên 2 lần. Bây giờ muốn scale nhỏ thì các bạn nhập bao nhiêu? Bây giờ muốn nhỏ đi thì các bạn nhập như nào? Trừ á? Lại nhá. Trừ 2 nhá, SC này, trừ 2 này. Lại còn to hơn. Đúng không? Thì cái nhập để thu nhỏ thì nó phải nhỏ hơn 1, được chưa nhỉ? Nhỏ hơn 1 thì nó sẽ thu nhỏ. Ví dụ như các bạn có để ý cái này scale lên 2 lần 4 8. Vừa nãy cái này mình đã scale lên 2 lần rồi này. Đây các bạn muốn đưa về tỷ lệ thật ban đầu ấy thì các bạn chọn này, SC này, cách này. Đây các bạn nhập tỷ lệ chia cho nó. Đúng không? Các bạn biết tỷ lệ chia như nào không? Ví dụ như lấy một cái ví dụ nào đấy. Không, cái này sẽ khó hơn. Mình sẽ lấy mặt bằng nhá. Mặt bằng các bạn làm luôn này. 6, 2, 4. Ôi, đây là một cái mặt bằng. Đây là tỷ lệ 1/100. Tỷ lệ 1/100 nhá. Tỷ lệ này thì nó sẽ đi theo cái khổ giấy của mình. Bây giờ mình scale nhỏ cái đối tượng này đi. SC này, cách này. Scale nhỏ mình sẽ lấy ví dụ như đưa về tỷ lệ là 50 chẳng hạn. Thì các bạn sẽ lấy 100 này. Ở đây thôi, tỷ lệ làm cho nó dễ chi, khó chia một tí. Thôi cứ 50 đi, 100 chia 20, 50 này. Đó thì mình có thể nhập cái phép tính ở đây được luôn nhá. Chia được nhá. Rồi cái này sẽ phóng to hơn chứ nhỉ. Các bạn sẽ lấy 50 chia 100. Thì chị đang nói ví dụ mà. Đấy. Chị biết là bọn em sẽ tính được. Đúng không nhỉ? Đó. Enter này. Thì nó sẽ nhỏ đi. Đây là tỷ lệ 50 này. Cái này nó sẽ khó hiểu hơn. Sau này các bạn sẽ Buổi sau mình sẽ học đến cái phần mà đến phần tỷ lệ dim. Không phải học dim trước, học text. Sau đó các bạn mới đến cái phần trình bày khổ giấy, trình bày tỷ lệ. Cái phần đấy là phần khó trong AutoCAD. Làm sao để tính được tỷ lệ. Đến lúc các bạn làm đồ án K1 ý, các bạn sẽ hình dung là trên một tờ giấy A1 đấy thì mình sẽ phân bố cục như thế nào, mặt bằng như nào, tỷ lệ bao nhiêu thì phù hợp. Đấy, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm như thế. Scale theo chuột á? Được, nhưng mà nó sẽ, mình không biết được cái tỷ lệ nó bao nhiêu. Đấy, như này trông nó sẽ bị rối to này, mình không thể hình dung được. Đây, em chọn đối tượng này, SC này. Tích đối tượng chọn vị trí nhá. Xem cứ di chuột ra thôi, là nó sẽ to lên. Cứ di chuột sang, tích chuột trái, một phát nó to đùng này. Nhưng mà cái này nó, mình không làm được gì. Này, bị lỗi này. Có bị lỗi đấy nhá. Đó, mình lên scale có tỷ lệ. Các bạn cứ scale linh tinh ấy, sau này không tìm được cái tỷ lệ cho nó. Rồi lấy lại scale. Rồi lệnh
tạo dãy học chưa nhỉ? Ví dụ mình có một cái hình chữ nhật này. Đây cứ coi như đây là một cái bàn đi. Đây mình sẽ tạo thành một cái dãy, ba bàn, dãy ba dãy và mỗi dãy có 10 cái bàn. Thì các bạn chọn đối tượng này, các bạn nhập lệnh AR này. Array nhá, AR. Đây. AR cách này. Ba option, đầu tiên rectangular sẽ đi theo cái hình chữ nhật là chính cái dãy giống kiểu lớp học ấy, mình sẽ chọn kiểu này nhá. Rectangle này, đây chính lúc này nó sẽ hiện ra các đối tượng đây. Nó có sẵn nhé, đây là mình sẽ căn chỉnh này. Phần ở phần column này là mình sẽ ấy theo hàng nhá. Ở đây đang có 4 hàng, đây mình đang muốn 3 hàng thì các bạn nhập số lượng là 3 ở đây. Thì khoảng cách các hàng ấy thì mình có thể thay đổi khoảng cách ở pit tree này. Ví dụ mình cách khoảng 5.000 đi. Đó. Thì cái total này chính là tổng khoảng cách. Nó cứ 5.000 nhân 3 cộng vào được. Rồi, rows là hàng. Đây mình muốn 10 cái bàn thì các bạn nhập là 10 cho mình. Rồi khoảng cách các bàn ở đây nó sẽ tăng nhá. Mình nhập 2.200 này. Xong. Thế thôi. Rồi mình nói kiểu thứ hai mình sẽ dùng nhiều. Là theo kiểu toggle xoay theo tâm. Thì nó thường hay mình lấy hay ví dụ này, ví dụ có một cái bàn, một ghế như mình chỉ ở sao ấy, đúng không nhỉ? Đây, mình muốn xoay cái ghế này quanh quay cái bàn này tầm khoảng 6 cái đi, 8 cái đi. Nhập chọn đối tượng này, chọn đối tượng chuyển động nhá, chuyển động, đúng chưa nhỉ? Đừng chọn đối tượng tĩnh này. Chuyển động này, AR này, cách này, chọn polar này. Sau các bạn sẽ chỉ vào cái hình tròn, bắt vào tâm xoay nó, tâm cái vị trí xoay, cái đối tượng này sẽ xoay quanh tâm mà mình chọn, tích chuột trái này. Đó, thì 6 đối tượng xoay đây. Nó mặc định là 6, các bạn có thể thay đổi, mình tăng lên là 12. Được chưa nhỏ? Thế thôi. Còn cái path là theo dãy thì ít dùng. Mình có thể bỏ qua. Học rồi, định join học rồi, break học rồi này. Điều chỉnh nét đất học rồi. Chamfer. Chamfer học chưa? Rồi. Đúng rồi, cắt vát, học rồi, CSA. Lệnh bo đối tượng. Cắt vát nhá. Các bạn đầu tiên có một cái đối tượng này, mình sẽ đọc kích thước một chút. Gọi 50.000 và 25.000. Rồi, CSA này. Lệnh chèn vát đối tượng, CSA cách này. Sau đó các bạn gọi chữ D vào cho mình. Cách này, nhập khoảng cách, chèn vát theo trục X. Ở đây mình sẽ nhập 50.000 thì mình sẽ nhập tầm khoảng 10.000 đi. Nhìn cho rõ nhá. Rồi, cách này. Ở trên vát theo cạnh thứ hai mình cũng nên ghi là 10.000 đi cho bằng nhau. Rồi các bạn chọn cạnh thứ nhất này, cạnh thứ hai đó thì nó sẽ chèn vát như này, đơn giản đúng không? Bo góc cũng tương tự như vậy nhá, bo góc lệnh tắt là F này, cách này. Sau đó các bạn gõ chữ R, cách này, mình nhập bán kính bo góc, mình nhập bán kính sẽ khoảng là 12.000, cách này, chọn cạnh thứ nhất này, cạnh thứ hai này, đó nó sẽ bo cho mình. Thế là xong. Đây muốn muốn đưa về góc vuông như nào, F cách này, R cách này, không này, cách này, cạnh này, cạnh này, thế là xong. Được chưa nhỉ? Đấy là cách fillet nhá. Dùng cái fillet cũng có một cái hay như này. Ví dụ hai cái đối tượng nó đang đang rời như này, bây giờ các bạn muốn vuông góc các bạn lại thì cũng ép cách này, chọn đối tượng xong, nhớ cái R nó phải là không nhá thì nó mới vuông góc được. Cách này dùng nhiều ấy, cái lệnh ép này dùng nhiều theo cái trường hợp này. Rồi tạo đối tượng bằng đường bo. Đây. Ví dụ như mình muốn lấy cái hình dạng của cái phần giao giữa hình tròn và cái hình chữ nhật này, hình chữ nhật chèn vát này là cái phần này, thì mình sẽ làm bằng cách, cũng có một cách là các bạn dùng lệnh CR cách cách đúng không, xóa đi các cái phần mà các bạn không muốn lấy, thì mình có ngay cái vùng này. Nhưng mà tuy nhiên nó lại ra được các cái đường của mình, nó lại nhiều đường quá, nó không là một đường liền mạch, thì mình sẽ dùng cách này như sau. Các bạn dùng tạo đường bo, lệnh tắt là bo, con bò á. Đây bo nhá, cách này nó hiện ra cái bảng boundary crescent, chọn vào pick point này, tích từ trái ở đây, chỉ vào các vùng các bạn muốn lấy, mình chỉ vào cái vùng này nhá, tích này, ngay lập tức cái vùng nó sẽ hiện sáng này. Lấy vào cái vùng của bạn nó hở ấy, nó không làm được nhá, nó sẽ hiện ra thông báo lỗi đấy. Sau khi các bạn chọn vùng xong, các bạn ấn cách này. Rồi lúc này các bạn chọn vào cái vùng mà mình vừa chọn, nó đè lên đấy, thì các bạn di chuyển ra mình có ngay vùng đấy. Okay. Nó sẽ là một đường liền mạch luôn này. Trường hợp này các bạn phải làm nhiều nếu sau này các bạn học 3D Max. Mình sẽ không nói cái vấn đề đấy, trừ khi các bạn học 3D thì các bạn biết là tại sao phải nó lại phải đường liền. Rồi,
đo diện tích này. Ví dụ cái đường đo diện tích này mình đo nhanh nhá. Mình muốn đo diện tích cái này thì các bạn nhập lệnh A cho mình. Cách này. Sau các bạn gõ cho mình chữ O. Cách. Chọn đối tượng vùng muốn đo diện tích. Cái vùng này nó phải là một đường liền mạch như này nhá thì nó mới chọn offset được. Được chưa nhỉ? Mình chọn vào đây thì ngay lập tức ở dưới dòng comment dưới này area, perimeter, diện tích và chu vi. Được chưa nhỉ? Đây là mm thì các bạn phải đổi quy đổi ra sang mét vuông. Tự tính nhá. Lệnh cái lệnh số 37 nhá thì cái lệnh này mình sẽ dạy sau này. Matchup học rồi. Copy các đối tượng từ các file có sẵn là chọn thư viện, làm thư viện này sao đi. Tạo chú thích. Cái chú thích này mình học sau nhá. Rồi mình sẽ hướng nhanh này, hướng dẫn nhanh này. Đây mặt bằng này, nó sẵn đây luôn. Rồi các bạn mở một file bản vẽ mới, nó đã tạo layer trục cho mình. Tạo layer trục nhá. Rồi tạo layer trục chưa nhỏ. Rồi bây giờ các bạn vẽ hình tròn đi, cứ vẽ ra cái hình cho mình trước đã. Bán kính 400 cho đẹp, mình đo trên kích thước so phù hợp nhé. Rồi, các bạn đổi cho mình cái, để cái trục đẹp hơn nhé, các bạn offset vào cho mình tầm khoảng 30 đi. Trang trí một chút. Có mấy cái dâu ria này. Dùng lệnh AR nhé. Đi dùng lệnh offset không đây? Lại nha. O cách này, nhập khoảng cách là 30. Cách này, chọn đối tượng này, hướng vào trong này, tích này. Bạn nào không muốn trang trí thì thôi, bỏ qua bước này. Rồi vẽ cái dâu đúng không? Vẽ cái dâu này, xong dùng lệnh AR để xoay quanh cho nhanh nhá. Polar này, bắt điểm đây, nhập số khoảng cách là 4 này. Lâu lại xong. Đây có một cái hình như này rồi, cho đẹp hơn tí không mà. Rồi các bạn chuyển các cái nét này sang nét liền vào bảng ngăn chung bột này. Ở cái phần lifetime này, chọn cho mình kiểu nét continuous nhá. Nó sẽ liền này, nó không bị nét đứt nữa. Rồi mình sẽ đổi màu trục cho nó khác, nhìn cho rõ. Không các bạn lại nhìn thấy khó. Xong. Bây giờ mình sẽ tạo ATT ở đây đúng không? Nhập lệnh ATT thôi. Trước khi tạo ATT mình sẽ phải tạo kiểu chữ ST cách này. Và tạo cho mình kiểu mới lệnh ATT này. Ok. Phông chữ các bạn chọn nhá. Mình chọn phông logo to bạn đồng loạt là phông của nhà chọn phông này cho mình cho đẹp. Chú các bạn để là không này. Rồi, thế thôi. Chỗ này là regular. Rồi, tắt đi. Rồi nhập lệnh ATT này, cách này. Chỗ này là điền số trục. Default giá trị mặc định sau khi đóng log để 1 này. Vị trí justification mình sẽ chọn middle center này. Text style chọn kiểu ATT mà mình vừa tạo này. Text 2 chiều cao các bạn cứ để chiều cao sao cho phù hợp với cái bán kính ở đây, nó đường kính nó sẽ là 800 thì 600 là hợp lý với chiều cao đấy, hoặc 650. Rotation là độ nghiêng của chữ, mình bỏ qua, mình không muốn nghiêng thì tích ok này. Ra ngoài màn hình rồi, mình viết sai chữ à. Rồi các bạn chỉ vào cái hình tròn nhá. Chỉ vào hình tròn, nó hiện ra dấu tâm, tích chuột trái bắt điểm vào đây. Được chưa nhỉ? Rồi, về đến bước thứ 2 dùng lệnh block, mê cách. Đặt tên block, mình sẽ đặt tên là trục. Rồi, pick point, chỉ vào pick point đây nhá. Tích này. Nó sẽ ra ngoài giao diện, lúc này các bạn sẽ bắt điểm ở các vị trí đặc biệt, mình sẽ bắt điểm ở đây. Rồi, select object là chọn đối tượng block. Hiện tại nó đang thông báo là chưa có đối tượng nào chọn này. Thì các bạn phải chọn nó nhá, tích này. Quét hết tất cả là mình. Rồi ấn cách để vào lại bảng block. Rồi xem lại đơn vị đúng chưa? Tích vào convert to block chưa? Rồi ok xong. Đó con số nó hiện đây rồi. Ok, chữ hơi to nhỉ. Tích nút vào đây để đổi lại chiều cao đó nhá. Tích nút nhá, xong xong thẻ text option này, giảm chiều cao xuống 500 đi. Rồi hợp lý. Ok, thế là xong, mình có một cái trục ATT. Được chưa nhỉ? Tạo cho mình trước chưa? Rồi các bạn tạo đi. Không thì copy từ bài cũ ra. Hợp lý á? Biết cách tạo ATT sau này các bạn có cái cách làm việc nó chuyên nghiệp hơn. Bạn nào mà sau này có làm nhóm với bạn nào mà nhìn người ta các block nó cứ rời rạc ấy, chứng tỏ bạn ấy chưa học kỹ. Ví dụ sau này các bạn chỉ cần tạo một lần này nhá. Rồi các bạn dùng tiếp tục cho các bài vẽ tiếp theo. Đó. Tại vì mình có thể đổi được nội dung trong này mà, đúng không nhỉ? Nhanh nha, mình thao tác nhanh lên. Mình là những người học buổi buổi thứ 5 rồi. Thật là chuyên nghiệp. Tiếp tục nha. Vẽ nhanh cái trục này vậy.
cách 5, 6, 50, dùng lệnh offset đi, o cách 5, 6, 50 này, cách này, chọn đối tượng chọn hướng, trục 2, trục 3 là 3, 4, 70, chọn đối tượng này 3, 4, 70, nhập kích thước mới, tiếp 4, 7, 50 và 3 mét, 4, 7, 50, 3, 0, 0. Xong rồi các bạn copy vào nhé. Đổi nội dung vào đây, tích cực trái, nhập số 2, sáu sáu tám một bốn một không. Rồi, các bạn làm được đến đây chưa nhỉ? Các bạn chú ý nhé, phần nào mà được hack ý, thì nó sẽ là nét tường, còn cái nào không hack thì nó sẽ là nét thấy nhá. Được chưa nhỉ? Đây, mình sẽ gửi cho bạn bộ nội thất ở trong này luôn, thì đỡ phải vẽ. À nhưng mà đây đo hết mà nhỉ? Đây còn đo nội thất nữa. Vẽ đi. Chắc chỉ gửi cho cái lavabo, cái bồn cầu, nhà bếp thôi. Cái nào vuông vuông các bạn tự vẽ. Tập vẽ đi, tư viện hoài. Còn cái cầu thang hình như không có kích thước. Ừ.
Behance cũng được, nhưng mà Behance nó sẽ không đầy đủ. Astari nó luôn có luôn cả cái concept ở trên mặt bằng nó hình ảnh luôn đấy. Đó là các bạn về quản lý layer. Layer các bạn quản lý màu sao cho nó đẹp đẹp một tí nhé. Kiểu, ví dụ cây cối các bạn chọn cái màu nó xanh xanh, nó kiểu nó không bị xanh gắt đấy. Lúc in màu nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình sẽ về gửi thư viện này. Thư viện, bài tập. Thôi thư viện thôi, còn cái bài tập này thì bạn nào vẽ thì vẽ.